Và từ giờ cho tới cuối tháng này thì xâm nhập mặn sẽ tiếp tục giảm trên các sông chính, thuận lợi hơn cho bà con có thể lấy nước để phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Chiều sâu của tranh mặn 4 gam trên 1 lít tại các cửa sông Hậu, sông Cổ Chiên, sông Hàm Luông, sông cửa Đại và sông cửa Tiểu là khoảng từ 18 cho tới 25 km. Chỉ có sông Cái Lớn, sông Giàm Cỏ Tây và sông Giàm Cỏ Đông thì sâu hơn khoảng từ 40 cho tới 50 km. Dù là xâm nhập mặn giảm nhưng mà bà con vẫn không nên chủ quan. Đối với các diện tích trồng cây ăn trái mà có giá trị kinh tế cao, khả năng chịu mặn lại kém. Trước khi tới nước thì cần kiểm tra nồng độ mặn. Còn về thời tiết dự báo, toàn Nam Bộ trong một tuần tới thì sẽ nắng nhiều. Và chưa kể là mưa trái mùa có thể xảy ra một vài nơi nhưng mà cũng không đáng ngại. Nhiệt độ cao nhất là khoảng từ 33 cho tới 36 độ những nơi mà nóng nhất ở đồng bằng sông Cửu Long trong ngày mai. Dự báo có thành phố Châu Đốc, Dị Thanh và thành phố Cần Thơ khoảng từ 35 cho tới 36 độ. Còn nắng nóng thì xảy ra trên diện rộng tại khu vực miền Đông Nam Bộ, mức nhiệt từ 35 đến 36 độ. Các nơi khác nhiệt độ cũng khá cao, khoảng từ 33 cho tới 34 độ.